À, thưa quý vị, chia tay với vị khách nam, chúng ta sẽ đến với vị khách nữ tiếp theo. Không biết chết đi được. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Phiền em chờ hơi lâu ha. Dạ có gì này, đâu. Em run lắm, em muốn ở tới cuối luôn á. Muốn ở tới cuối luôn dạ, hả? Em không biết nó cái gì nên em sợ. À, đi hai chị em hả? Dạ không, chị đó ở Tân Bình, em ở Chợ Đắc Qua. À chị à, vậy là hai chị em ở hai nơi rồi gặp dạ, nhau ở đây thôi. Dạ đúng rồi. Rồi em đi bằng phương tiện gì từ Chợ Lách qua? Em chạy xe máy. À chạy xe máy, một à, mình em. Dạ một mình em. Sáng giờ em đi lạc mấy lần luôn. Em chạy qua đây em chạy thẳng xuống tới cái đằng kia luôn. Thì em hỏi người ta. Em cái chỗ này lớn em không thấy luôn á, em chạy thẳng lên kia em hỏi thăm chị kia quay trở lại. Thôi được rồi. Dạ. Thì bây giờ em chào cô chú anh chị và giới thiệu về mình em ha. Dạ. Em chào. Chào sao vậy anh? Thì mình chào thôi. Dạ, chào. Chào cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị chứ không phải là cô chí anh chủ nha. Cô chí anh chủ là ngược á. Dạ. Cô chú anh chị. Dạ, ha. Cô chú chứ anh chị. Ừ, đúng rồi. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên Thi Thị Mỹ Duyên. Em đến từ Bến Tre, ở Chợ Lách anh. Mỹ Duyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi con heo á. Chắc bằng người ta nói em 39, nhưng người nói 40 em cũng... Không biết là 40 hay 39 nữa. Em nói tuổi hợi chứ đừng nói tuổi con heo. Con heo ghê lắm. Tuổi hợi. Ừ, tuổi hợi nghe. Dạ. Nay về sau là người ta hỏi là tuổi gì, em nói tuổi hợi chứ em nói tuổi con heo là chết cha đó. Tuổi heo là cái vụ khác đó nghe không? Dạ. Rồi Mỹ Duyên thì tình trạng hôn nhân ra sao cho Tuấn Vị cũng như là cộng đồng được biết ha? Dạ, em ly hôn cách đây cũng cả 6 năm rồi anh. Ly hôn 6 năm rồi. Rồi con cái này kia được mấy cháu? Dạ em có một đứa con trai, năm nay nó 9 tuổi. À một đứa con trai 9 tuổi. Nó ở với em. Rồi đương nhiên là nó còn học em ha. Dạ nó học lớp 4 anh. Rồi hôm nay Mỹ Duyên tới thì là muốn bày tỏ với anh điều gì? Em cũng như là em kiểu em đi làm suốt ngày vậy đó, em không có thời gian để em tìm hiểu bạn bè với ba má, thấy em kiểu như ế lâu quá rồi, ba má muốn em lấy chồng. Dạ, ba má muốn em lấy chồng anh biết không, mà mẹ đăng ký chương trình giùm em á, chị em cũng không có biết chương trình làm gì à, đâu. À vậy đó em ha, bây giờ em để cái cục micro vô trên bàn cho anh ha. Mày mò rồi đôi khi nó bị tắt của anh, rồi em cầm cái này cho nó vui nè, đó cầm cái đó, rồi đôi khi cầm cho nó tự tin em ha. Vậy là sau khi nghe mẹ nói xong đó thì em mới coi chương trình của anh? Em cũng chưa coi luôn, nãy giờ mà chị nó mở cho em coi thử luôn á. Trời ơi vậy sao? Dạ. Rồi chưa biết thì mẹ biểu đi thôi. Dạ. Trời ơi vậy là một cái điều hết sức là thiếu sót đó em. Bởi vì mình làm cái gì mình phải tìm hiểu trước chứ. Mẹ cứ nói qua gặp anh Dĩ đi, anh Dĩ nói chuyện vui lắm. Không có gì đâu mà run, tại em sợ. Cái mẹ nói qua nói chuyện bình thường như giao lưu vậy thôi chứ đâu có gì đâu sợ. Rồi bây giờ thế này nè, là thật sự mà nói đó, là cái việc mà em đến với anh mà em chưa tìm hiểu là cái điều mà anh thấy hơi lo ngại một chút xíu. Là khi mình tìm hiểu về chương trình rồi đó thì mình mới biết được cái điều mà mình cần thế nào và mình trò chuyện như thế nào, và đến chương trình đó thì có cái hay chỗ nào và cái dở chỗ nào. À, đó cho nên là em chưa đến là chưa tìm hiểu là anh hơi e ngại một chút xíu. Thì bây giờ thế này nè, anh giới thiệu sơ cho em được biết ha, là chương trình của anh là mang tính là anh kết nối, gọi là anh sẽ lắng nghe em bày tỏ, và khi em bày tỏ thì anh sẽ ghi hình như thế này, thì tất cả cái sự bày tỏ của em nó vô trong cái video này hết. Thì nếu ví dụ như em đã hiểu về tính chất công việc của anh thì là anh khỏi phải giải thích. Còn em chưa hiểu về tính chất công việc của anh thì anh phải giải thích để cho em hiểu. Thứ nhất là khi lên đây thì có cái hay và có cái dở. Cái hay là hay ở cái chỗ đó, là ví dụ như là em bận biểu công việc, môi trường làm việc của em không tiếp cận được những người bên ngoài, thì anh là cái người mà chuyển tải để cho cộng đồng biết đến em. Đó, thì nếu ví dụ như ai hợp em thì họ sẽ đến nhờ anh kết nối với em để cho em biết. Đó là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm ở đây đó, lỡ mà em ở nhà mà có bồ mà em lên đây là chết cha em à, là không được nha. Là nó mà biết em lên đây, bồ em mà biết em lên đây là rất là nguy hiểm. Là nói trời ơi có túi đây rồi sao lên đây đi kiếm chồng vậy trời.
Có đó anh. Đó thì là nó không không hay là không hay ở cái chỗ đó. À, đó em đã hiểu về cái tính chất là kết nối của anh chưa? Dạ, hiểu về chương trình chưa? Đó em hiểu rồi đó thì em thấy bất lợi chỗ nào và nó tốt chỗ nào và cái nó xấu chỗ nào? Em thấy là lên đây được cũng như là anh Dĩ có thể cũng như là cho em được quen biết nhiều bạn bè đầu thêm vậy đó. Tại vì nhiều khi em không có thời gian, em ít giao lưu nhiều bên ngoài anh. Mới làm suốt à, rồi cái ba mẹ nói thôi cứ lên đây đi, lên đây để anh Dĩ giới thiệu rồi ai làm quen thì thấy hợp thì mình làm quen, mình tìm hiểu vậy đó. Chứ cũng không có gì đâu anh, em cũng không bên ngoài cũng không có bạn bè gì, chưa có bộ đâu nên anh Dĩ đừng có lo. Rồi có một điều nữa đó là lên đây đó thì đương nhiên là sẽ có kẻ khen người chê. À, không có ai mà khen mình hết và cũng không phải ai cũng chê mình. À, đôi khi ví dụ như là người ta chê nó nhỏ đó xấu, nhưng người khác lại nói là tuy rằng nó xấu xấu nhưng mà nó chân tình. Ví dụ là như vậy. Cho nên là khi em chưa hiểu về tính chất cái công việc của anh và cái hình thức kết nối này mà em lên mà thấy người ta chê mà em biểu anh gửi xuống là anh không có gửi xuống được nghe em nha. Thật sự mà nói là anh không có thời gian để mà tháo lên tháo xuống hoặc này kia, anh không có thời gian để làm điều đó. Bởi vì chương trình của anh á, anh chỉ kết nối dùm thôi. Chứ anh không có thu phí. Cho nên là nói để mà làm theo ý của em là anh không có làm được. Biểu đến đây, biểu anh đăng lên xong rồi lại biểu anh đưa xuống là cái điều đó anh không làm được. Đó, cho nên anh nói trước với em ha. Rồi bây giờ nè, là em giới thiệu về mình chút xíu để cho cô chú anh chị hiểu được cuộc sống của em. Là hiện tại em đang làm gì, làm công việc gì, cho đến là cái tính cách của em ra sao. Rồi cái điểm yếu và điểm mạnh của cá nhân em thì em giới thiệu chút cho cô chú anh chị biết. Dạ, hiện tại thì em làm công nhân ở công ty Mai á anh. Công ty Mai ở huyện Chợ Lấp. Gần công ty đó cách nhà em khoảng chừng 4-5 cây à. Em làm thì thường sáng thì em đi làm sớm mà tăng ca nhiều anh. Tăng ca thường 8-9 giờ tối em mới về. 7 giờ rưỡi là vô thì làm 8-9 giờ tối em đi nhà. Thì em thì tính cách em nó vui vẻ, thoải mái lắm. Trong công ty mấy đứa nó cứ là em tưởng gì đó, em giỡn nói ngày Đôi khi nó nói em tưởng nữa. Nay em đi đâu giống cho nào hay đâu, nó biết cái nó cười em như đóng luôn. Đó là một cái điều nữa. Là một cái điều nữa là đôi khi ví dụ như bạn bè này kia của em mà em sợ nó cười hoặc này kia đó thì là em biểu anh gửi xuống là không có được đâu nha. Em phải tìm hiểu cái chương trình nha. Hôm qua anh đi mấy đứa lính với em nó cứ hỏi hôm nay sao má nghỉ vậy, cái em nói thôi nay má điềm chuyện với đứa nó, má đừng nói nhà má coi mắt chồng nha, má muốn lấy chồng rồi phải không, lấy chồng em vậy đó. Vậy thì hồi nãy anh vừa nghe em nói là mấy đứa lính của em, có nghĩa là em làm chức vụ gì ở trong đó mà có lính? Dạ em làm tổ trưởng của tổ kiểm hàng á anh. À tổ trưởng. Vậy là mấy cấp dưới của em ha. Là nhạo em ha. Dạ mấy đứa bé đó nhỏ nhỏ không anh ơi, chừng 20 mấy không à. Nó vui lắm, nó vô tới ngày kịp mồng má không à. Dạ, em đi hôm nay em đi cái nó chọc em gì á, nó là chắc má nhà mới lấy chồng hay gì nè, cái đó. Mấy đứa nó có con bé nó mới 21 tuổi đó, là hôm qua xin em nghỉ tại nhà lấy chồng, cái em nói sao con lấy chồng dễ quá vậy, sao mong lấy chồng khó quá trời, thật nó kiếm quà không ra, nó cười. Nó chọc em vậy đó. Ai nói? Mấy bé trong công ty em á, nói gì đó, em nói sao má muốn chồng quá mà má kiếm không được, tụi bé kiếm dễ quá vậy. Nó cười em. Nó kiếm hoài không ra phải không? Dạ, nó sẽ kiếm hoài không ra. Công việc của em thì hiện tại thì em có ưa thích công việc đó hay không và có thuận lợi hay không? Dạ, cũng công việc nói chung cũng vui anh. Sống với gần nhà, gần ba mẹ đó. Công việc cũng ổn định nên làm chị em được nó vui thoải mái lắm anh. Làm tổ trưởng thì chắc là cái lương này kia của em cũng khá hơn người công nhân bình thường phải không em? Ở dưới quê, thường thường dưới quê anh lương cũng không có cao như ở Sài Gòn với thành phố lớn. Nên nhiều khi em tăng ca nhiều vậy á. Cũng đủ để em với ba mẹ với con em lo cho gia đình ba. Tại vì em con một, em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn không có làm gì đó anh. Thì cũng một mình em làm để lo phụ
Rồi ngoài ra đó em thì ngoài cái việc công nhân ra thì em có khả năng buôn bán hoặc là này kia nữa không em? Em có biết được cái khả năng của mình không? À, lúc trước em cũng có buôn bán một thời gian á, em mở quán, bán hủ tiếu á, nhưng mà em có một mình là cái không có ai phụ, cái bắt ba đi theo phụ suốt. Sáng cái ba dậy sớm đi với em, hay lên hai cha con làm. Em nói làm có 2-3 tháng mà ba ốm quá trời ốm, Vậy ba thức hả? khuya dậy sớm phụ em đó. Đó ngày có một mình em lăn lóc em bán suốt, cái mẹ phải la nó thôi cực quá à, có một mình một mà làm có nổi đâu. Vậy Vậy thì sau cuối cùng chuyển qua làm công nhân luôn. dạ vậy cái em mới nghỉ nghỉ cho ba nhà, ba phụ làm vườn với mẹ đó, thì em mới đi làm xin xuống huyện em làm công nhân dưới. À, chứ có một mình nhiều khi muốn làm là cũng không được anh ơi, mệt quá quản quán xí không nổi. Vậy có nghĩa là cái công việc hiện tại của em thì em thấy nó cũng phù hợp ha. Nó khỏe hơn là mình buôn bán này kia Với ở trong công ty ấy, nhiều khi em bán kem thêm cho mấy đứa, bán em bán qua mạng đó, ha. em bán kem body cho mấy đứa, rồi em bán khẩu trang cho mấy đứa, nó trợ cái miệng bà quá trời mà đi vòng vòng quảng cáo À, mà kem body là có nghĩa là kem gì? kem sức trắng anh, tại nó thấy em da em trắng á, cái đứa nào cũng lại hỏi sao chị trắng dữ vậy, rồi cái em lại À, mà cũng đúng. nó cứ lại hỏi, à mấy đứa nó cứ hỏi em vậy đó, nó nói phái phái da của chị quá à, cứ lại hỏi chị có xài gì không, cái em giới thiệu em nói xài cái này nè, cái mấy đứa kêu mua cái Mà là rồi em có xài thường không? Sao mà trắng vậy? chứ tại trong công ty em ít có ra nắng lắm, sáng em vô đó là tối em mới về, À, em ít ra nắng lắm đó. vậy là hay là em biểu mấy đứa nó cũng nói mấy em cũng làm công ty giống như chị này, không có ra nắng nó trắng chứ có gì đâu. Vô vô tỏ em vậy, mấy đứa nào mới vô xấu xấu biết em vô em dụ ha, em kêu nè phải mày phải mua cái này mày xài đi, sức kiếp nên nó tắn tươi hết rồi cười lắm. Vậy nó cái quảng cáo nói đứa nào cũng trắng lại gặp chị Duyên đi chị tư vấn cho. À. Dạ cái đầu cười em từ từ cái em lấy kem về em bán cho mấy đứa anh, đứa nào đặt kem về em bán, rồi cái gì nó cũng phá, nó kêu em mua này bán đi chị, lấy cái này bán đi chị đi đó. Mà theo em đó thì cái trắng đó là do từ kem ra hay là do mình ở trong nhà mình dưỡng thì nó trắng? Không, với da em trắng lắm, nên tại là nhiều khi da em giống ba nên da trắng đó. À, có thể là do cái thể thể trạng của em, cái Dạ cơ địa của em nó trắng sẵn ha. dạ con trai em giờ nó trắng dữ lắm, trắng luôn À, vậy á. em Dạ, ha. nó giống em. Vậy là ngoài cái việc mà làm tổ trưởng ra thì em còn còn bắt cấp dưới mua cái kem của em. Em đi vòng vòng á thì em quảng cáo rồi nó với cái mẹ em vậy lắm, anh đứa nào nó mấy đứa trong công ty đứa nào nó bán rau củ quả gì nó không ai mua, nó kêu em đi quảng cáo giùm em đi chị, vậy đi vòng vòng chút đơn cho em đi vậy đó, em đi vòng vòng cái đem lại cho nó bán. Ok em, thì mình vừa chia sẻ với công việc một xíu. Giờ tới cái việc mà chọn ý trung nhân đó em, thì em muốn kiếm một người chồng như thế nào em ha? Em muốn kiếm lớn lớn tuổi hơn em nha anh, em không thích quen nhỏ nhỏ, em thích lớn hơn em, ví dụ em 40 đi thì em muốn cỡ khoảng 40 mấy 50 gì cũng được. Dạ nói chung là lớn tuổi người ta nhiều khi người ta khôn em, nói chung là em thiệt thà với mẹ, nói em lớn mà em còn khờ quá à. Mẹ sáng mẹ đòi đi theo em á, mẹ nói bỏ mày đi mình tao lo quá à, không biết đi tới không. Em nói trời ơi con đã lớn rồi, mẹ nói mày lớn mà mày không có khôn, mày khờ lắm, nên em muốn có một người lớn em dạy như cho em biết nhiều thứ vậy đó anh, chững chạc rồi biết thương thương em thương con em, với nhà có ba mẹ à với em à, rồi em cũng muốn có người biết lo cho gia đình cho ba mẹ em vậy đó. Ba ba em tội nghiệp lắm, ba em thương rể lắm mà ba nói vậy nè, ờ tao thương rể cũng chết mà sao không có thằng rể nào ở vô đây ở hết trơn. Cười nha đó, nhiều lúc thấy nhà không có ai em cũng buồn, rồi ba mẹ cũng buồn. Vậy là bây giờ em còn ở chung với ba mẹ. Dạ giờ em với con em là ở với ba mẹ à, nhà chứ Vậy trước đây khi lấy chồng thì vợ chồng có ở riêng không? dạ không, mà lúc đó em lấy chồng thì em về bên chồng ở ở với bên chồng chứ không phải ở riêng. Bây giờ ảnh đã có gia đình mới chưa? Dạ chồng em cũng chưa có gia đình luôn. Cũng chưa có gia đình. Dạ Thì trong cái việc mà vợ chồng chia tay đó thì em có nuối tiếc và có ân hận về cái việc mà mình chia tay không? lúc là do hai đứa học với hợp với anh, rồi sống có một thời gian à, sống khoảng 2-3 năm rồi kiểu như chồng em ảnh nhậu nhiều, ảnh nhậu lắm, ảnh làm nhà nước anh
anh nhậu nhiều, anh không có ở nhà thường, không có quan tâm nhiều. Rồi hai đứa cứ từ từ cái ảnh đi đâu đi em không kiếm, không nói gì tới nữa, mình muốn nhậu muốn về nào về vậy, biết từ từ tình cảm nó lạc. Thì cái biết là thấy hai đứa làm như không còn thương nhau vậy đó, rồi em tự động về nhà ba mẹ em ở một thời gian, rồi cái hai đứa chia tay chứ không có cự lộn hay cái đánh lộn cãi lộn gì đó. Nhiều người nói sao hai đứa bay tao thấy không có gì ồn ào mà chia tay vậy. Em thấy kiểu như cuộc sống không vui không hạnh phúc rồi, thấy vậy cái em hỏi ảnh giờ quyết định sao vậy, cái nói thôi chia tay vậy, hai đứa xuống ký đơn chia tay. Lúc đó con em còn nhỏ thì em nói để em nuôi con, thì ảnh cũng để cho em nuôi con vậy thôi chứ không có gì hết. Vậy là qua cái sự việc mà em vừa bày tỏ đó thì anh mới thấy rằng là khi mà đã hết quan tâm rồi là coi như là muốn làm gì làm, là coi như không có tình cảm nữa ha. Dạ. Còn khi mà còn được bà xã la rầy này kia thì đó là một cái điều mà bà xã đang yêu mình ha. Dạ đúng rồi. Còn khi mà hết nói rồi là hết nói, có nghĩa là hết nói với anh luôn rồi, bó tay với anh luôn rồi ha. Mà ai cũng nói em dễ chịu với lắm luôn rồi, sao chồng em chịu không nổi. Chứ em nhậu em cũng cho nè, không thuốc hay nhậu đi đâu chơi em cũng cho mà vừa thôi, chứ không phải mà đi tối ngày em chịu không nổi. Chứ còn đi đâu đi em không có la, với nhậu lại cũng cho thoải mái. Bạn bè giao lưu rồi thoải mái, chứ em không có khó kiểu như không thích rượu chè gì cũng có. Em nói ôi đàn ông thì người ta cũng có phải bạn bè rồi giao lưu rồi, anh em cũng cho thoải mái hết à vậy đó. Tại vì quá rồi em chịu không nổi thôi. Chứ... vậy mà cũng chưa vừa bụng ha. Chứ em thoải mái lắm. Đúng là qua cái sự trò chuyện thì anh cũng đánh giá được em phần nào. Đúng, thật sự là có người vợ như em cũng dễ chịu, mà dễ là có nghĩa là hết duyên với nhau em ha. Còn việc mà dần thân tỉ mẹo này kia thì em có e ngại tuổi tác này kia gì không, có kỵ tuổi nào không? Dạ không, em không có quan trọng chuyện tuổi anh ơi. Anh chỉ cần là thấy cũng như nói chuyện thấy cảm thấy hợp tánh rồi người ta biết quan tâm cho mình rồi vậy đó. Cái hợp là được, chứ em không quan trọng tuổi. Không quan trọng tuổi. Dạ. Với người đó đừng có làm cho em lo lắng, cũng như đừng có tính đăng nhăng bê bướm quá. Em sợ, em lo lắng là em thích là người chững chạc để cho em tin tưởng nha, cho nó đừng có khổ tâm kiểu như phải lo vậy đó. Dạ. Đừng có bay bướm quá ha. Dạ, đừng bay bướm quá, đi theo dữ rồi gặp mệt lắm. Nói chung là đào hoa quá cũng giữ thấy mệt ha. Dạ. Mà không giữ thì thấy không có trách nhiệm gì với nhau hết, phải không em? Vậy chồng em thì có ghen em không? Dạ không, nó cũng vậy đó, không quan tâm tới em đó. Em đi đâu đi làm gì làm kiểu như không biết có thương em hay không, em cũng không biết nữa, thấy không có quan tâm, không điếm sĩ gì hết. Bởi cho nên anh nghĩ là chắc là hai bên chưa có thực sự là tha thiết với nhau. Dạ. Chưa có yêu nhau, chứ còn khi yêu thì quan tâm nhiều. Dạ. Từ cái việc mà vợ đi làm rồi cũng quan tâm là em có mệt hay không, hoặc là sao hôm nay về trễ vậy này kia ha. Không có. Không có chuyện đó. Dạ. Thì thật sự là cuộc sống như vậy nó hơi vô nghĩa em. Dạ. Nó không có ý nghĩa. Cuộc sống nó phải có cái sự quan tâm. Dạ. của vợ, của chồng mới được. Em cũng thích vậy đó, em thích có người quan tâm em. Nhiều khi mình đi làm gì cực khổ vất vả thì cũng hỏi một hai câu mình cũng vui. Với biết bên ba mẹ một chút, ví dụ Tết nhất đồ, biết lo cho ba mẹ một chút cho ba mẹ vui. Nhiều khi nhà không có ai á, em thấy ba mẹ nhiều khi cũng buồn. Thì đôi khi chắc vậy thì chắc chưa bao giờ mà nói là để mà cạo gió cho vợ hay là xoa đầu này bóp khi mà vợ nhức đầu này kia, chắc không có sự gì. Từ nhỏ tới lớn em thấy là chỉ có ba là lo cho em thôi. Nhiều khi em đi làm sớm á, đường mưa sình là ba dậy sớm dắt xe cho em và vậy đó, cơm nước đồ ba lo cho em rồi, chứ chồng em không có đâu, chồng em không quan tâm vậy. Cũng tiếc em ha. Nói chung là cuộc sống vậy thấy nó hơi thiệt thòi. Bởi vì thật sự mà nói đó, khi mà lấy chồng đó thì mình phải nhờ vào cái sự yêu thương của chồng, và đó mới là hạnh phúc và cái cuộc sống nó mới ý nghĩa. Thì cũng hy vọng là qua cái sự bày tỏ này, sau này em gặp được người chồng tốt hơn em ha. Phù hợp hơn. Đối với thời điểm hiện tại thì nếu ví dụ như mà lấy chồng thì em có thể gửi con cho ngoại để em theo chồng không? Dạ, thì là con em giờ là con cũng ít có đeo em lắm. Dạ, thường thường là con gần bà ngoại với ngoại thường. Tại em cũng đi nhiều quá anh, là lúc mà đi hôn xong có thời gian em buồn em cũng đi Sài Gòn em làm. Lên tỉnh bán shop tỉnh á. Bán shop được năm mấy hai năm gì đó em mới về quê trở lại. Em có xuống Bến Tre em ở với em làm
cho hãng xe hơi nữa, em cũng đi với em làm. Rồi ba thấy em làm đi ca đêm nhiều á, thức khuya nhiều, rồi ba sợ, ba nói thôi nghỉ đi chứ thức đêm nhiều biết sợ chết sớm. Ba nói chết sớm bỏ đâu lại rồi ai nuôi. Tội nghiệp ha. Dạ, tại có một mình cho nên ba cũng lo. Dạ, ba nói thôi về nhà ở gần nhà đi rồi làm nhiêu xả nhiêu, chứ đi xa xôi quá. Rồi em mới về quê. Thấy thương ba em quá ha, ba lo gắng cho con gái, giống như bây giờ mình có con rồi mình mới hiểu. Dạ. Mới thấy thương, giống như con gái anh cũng vậy, cứ lo nó cho nó, thương cho nó từ lúc còn nhỏ. Mà sau này không được hạnh phúc thì đó là một cái điều mà ba mẹ rất là lo ngại ha. Dạ. Cho nên là bây giờ mà em có người chồng biết quan tâm em nữa là ba mẹ hạnh phúc ha. Dạ, thì ba mẹ cũng nói vậy đó. Ba mẹ nói giờ ở với ba mẹ thì được rồi đó. Rồi nữa ba mẹ mất thì mẹ ở với ai? Nói vậy đó. Ba mẹ sợ con lớn nữa thì con đi học rồi em ở mình. Ba mẹ sợ. Mẹ nói thôi, còn trẻ thôi đi qua gặp anh Vĩ đi. Anh Vĩ, anh Vĩ. Nói cho. Chứ để tới năm 60 rồi không để lúc đó già rồi. Ai chịu nữa, ba má nói vậy đó. Thôi còn trẻ trẻ thì đi đi. Rồi thôi em nghe lời em đi đại luôn. Hồi sáng đi mẹ, em với chị đó ngoài ai cũng rung trời người lắm. Chị mày kia cũng rung lắm, chị nói chị biết nói gì. Chị mày kia cũng rung rồi xuống em vô trước hả? Dạ xuống em trước, chị đi trước em mà chị không chịu vô. Chị đi rung bằng em. Tội nghiệp. Sáng giờ cũng cả chục người, đâu phải người đầu tiên đều rung, thấy người ta cũng vô phà vậy mình cứ vô theo thôi. Mà gặp anh Vĩ mà đâu có gì đâu rung, mà sau khi em gặp rồi em thấy sao, nó có gì rung. Dạ, nó vậy anh Vĩ thấy thoải mái. Nó có gì đâu mà rung. Mẹ cũng nói vậy đó, nó nói anh Vĩ vui lắm, người qua bển ảnh hỏi gì thì người ta lại đó. Dạ. Thì cửa kiến mở đó chứ đâu phải là anh nhốt trong đơn mình đó mà rung nè. Cửa kiến anh ngồi đây thì ở ngoài ai cũng thấy hết trơn. Dạ. Ông chủ đây kêu là để che lại cho nó đẹp, ở ngoài trang trí này kia cho nó đẹp. Anh nói không được, đừng có che lại rồi đôi khi anh phỏng vấn trong đây thì người ta còn rung thêm nữa. Đúng anh ha, nhìn ngồi thấy đông đông mình còn bớt rung chút. Vô đây lỡ ông Vĩ ông làm gì em hả? Nên anh biểu người ta nói đừng có che dùm, để vậy cho nó thoải mái. Anh nói gẹo chút cho vui. Dạ. Gẹo chút cho em vui vậy thôi chứ. Nãy ngoài kia em nghe anh trong đây hát nè. Em nghe hát. Cái anh hồi nãy ha. Dạ. Em có yêu văn nghệ không? Thôi em yêu mà em không biết hát đâu. Em hát karaoke thì được. Chứ bình thường khi em hát bài nào thuộc em không thuộc đâu. Nó thuộc tùm lum tùm la hết à. Ok em thì mình trò chuyện mang tính là để hiểu về tính cách cũng như là phong thái của nhau. Dạ. Khi người đó nhìn vô một cái thì cũng không cần em nói nhiều, nói một chút xíu là họ nhìn vào cái phong thái của mình đó. Thì cho nên là anh nghĩ là nếu là cái duyên đó thì chỉ cần nhìn vô thì cũng có thể là quý mến qua cái thần thái của mình. Còn trò chuyện thì thật ra thì để đôi bên hiểu về cơ bản. Còn sau này đó thì nếu mà ai muốn tìm hiểu về em á, thì là cái người đó sẽ tìm hiểu em nhiều hơn. Dạ. Còn bây giờ đó thì cuối cùng em gửi lời chúc, lời chào đến cô chú anh chị thì mình sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay em ha. Dạ. Dạ, vậy em xin kính chào các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình. Dạ, anh Tướng Vĩ. Cũng cảm ơn Tướng Vĩ đã cho em cơ hội để gặp anh, để giao lưu với mọi người. Dạ. Rồi, có gửi lời gì tới anh ấy không? Nói anh ơi, nếu gặp em rồi thì đến bày tỏ với em nhé, cái gì đó. Anh nhắn là anh đang ở đâu thì gặp anh Vĩ thì anh Vĩ cho ghi nhận ha. Dạ, ghi nhận. Dạ. Rồi thì hy vọng cái điều đó sớm tới với em ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Có muốn nói điều gì thêm nữa không? Thôi em rung quá à. Rung nữa, nói chuyện nãy giờ còn rung cái gì nữa mà rung biết nữa. Cầm hồ mồ hôi ướt rồi. Vậy hả? Dạ. Cầm cái đó mồ hôi ướt chân hả? Bởi vậy cho nên là anh cứ đưa một cái gì đó cho mấy chị, mấy cô cầm mày mò này kia cho nó vui. Dạ. Chứ bây giờ cầm ở tay không thấy nó trống trải quá hả? Rồi bây giờ em trả cái cục sạc đó lại cho anh. Cái đó là bảo bối đó. Rồi em chị ngoài chị cười em cầm cái micro này để ra rồi cài cho cái chị đó, cài giống như em vậy đó ha. Dạ, dạ, chào anh nha. Dạ, chào em ha.